liên quan tới hoạt động lấy máu học sinh xét nghiệm HIV của nhóm Bông Hồng Đen ở số 44 Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, do bà Đinh Thị Út, 52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, phụ trách. Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt bà Út 7,5 triệu đồng theo Nghị định 124/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng với nhóm Bông Hồng Đen và một số học sinh ở quận Đồ Sơn. Theo thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, vi phạm của nhóm Bông Hồng Đen được xác định là thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.